Ông quý chủ. Và ông chủ đại cả mình to cái chấm nạc can để tiếp thi xâm nạc ca hay bắt đầu vị ca chuẩn từ cầm vị ca phía đây lục nôn chí làm bài miền nào ca mình to ca tăng sông nô đỉnh đầu chỉ buộc sạ sầy sôm chửi Thank you, Mr. President. Let me start by with correcting myself. The excerpt from the DC camp statement I just read to witness, there's more than that, just that DC camp statement. There is indeed a WRI. This person was questioned by investigating judge. It is E319.3.18, and the relevant pages are the questions 48 to 51, and that's English ERN 01044804 and Khmer ERN 01003885. No French translation yet. So there is indeed a WRI of the previous. Now, Mr. Witness, I would like to confront you with a very brief excerpt from another witness, and I would like again to ask you if you know this person. For parties, I will be referring to somebody who is actually going to testify. And the excerpt that I'm going to read, you will be able to find that on English ERN 00728683489, and again, with your leave, Mr. President, I would like to show the first page of the DC camp statement of this particular witness, and then ask the witness to tell us if he knows this particular person. Of course, without him revealing the name of that witness. Mr. Witness, without without pronouncing his name, do you know this person? This particular witness, as I just said, has also talked to DCCAM, and told the DCCAM investigator that Tahong once pointed out to me that all mobile forces, when they went to cut down cotton in Kanva Mountain, planted cotton farms, and he would arm all of them. We would run to Thailand. Does this somehow ring a bell to you, Mr. Witness?
arming forces in Kangwa Mountain. By Tahung Tawal. Lang ke yo to pra pra lu le doi Tahung nang Tawal nau phnom Krawang nau phnom phnom Kangwa. Nan kan nom nu khnyom nu min dang pi pro khnyom nau khang chlat srok nu vinh ba. Min ten tau chlat mbon ni ba. Very well, Mr. Witness. I will move on. But before, I will ask you some questions in relation to your position as chief of the economic section of Region 5. I would like to ask you a question about Yoeuk Cham. What can you tell us about her? Lok cham awai khlas dai ampo ye ampi em chaem hau ye chaem ni ban khnyom cham ban tha mun dambong kat thveu kana srok pranit preh ban do you recall what you did lok mien cham te tha lok ban phoe wai dae nou chong chnam 1978 nou pel dae Vietnam chol mok lok loy Kampuchea ta lok tveu ka si chongvak khnea srob khnea chmuoy nang ye chae mok dae te man mun Vietnam chol nom nou ta bơ ng co rơ đê vi mình nou a cũng lăng tội tái tê bơ ng co rơ đê ba but did you ever serve as a soldier together with ta ta lục thlop đal thơ tê hiên tê nou chmuoy ye chaem nhôm mình đã lập thư thể hiện để đã ca đã thừa lúc tên là ruột một đal phnom đằng rầy tấu cô cái oi can cầm lưng với diêm cam cho và tên đâu thì nong nó ăn tế nhôm để ăn thư tập thừa ấy thì vậy but did you yourself ប៉ុន្តែតាខ្លួនលោកផ្ទាល់នេះនៅក្នុងឆ្នាំ 1978ឆ្លប់ដែលធ្វើកងទ័ពនៅក្រោមជំនោះរបស់យាយចែមដែរទេបាទអត់ទេខ្ញុំអត់ដែលបានធ្វើបញ្ញាវិទ្យាគឺអត់បាទ just to see if I understand your earlier testimony before this you can correctly I'm sure you to លោក ឆ្លៅ ជុំ ម្ចាស់ មណ្ឌល កាយ សាស្ត្រ កម្ពុជា ច្បាស់ ឬ ក៏ មិនច្បាស់ នេះ ខ្ញុំ សូម ប្រាប់ លោក 0-1-1-4-5-1-8-3-2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 -
nom dong rai. The question is being asked to you, did you serve as a soldier ta lok thlop tver che kong top chmuoy ye chai em te hai lok chlai ta bat kiem thlop tver. How long did you spend with so, Yoeuk? Ta lok tver kong top lok chmuoy ye chai pa man chnam rohot dol in late 79 rohot dol in late 1980 rohot dol pe rodos nong dol chnam 1900 Further down in that same statement, English ERN 0073-1146 and Khmer 0072-8883 and French 0112-3738.
you testified to Lisa Kem that you stayed there, that is in Chat Mountain, until 1984, when there was fighting with Vietnam. And that you stayed in Kangak refugee camp until the repatriation in 1992. លោកនៅឆ្នាំ1982នោះគឺថារហូតដល់ឆ្នាំ1982នៅភ្នំវៃចាបហើយនឹងនៅជំរំរហូតដល់82ត្រឹមត្រូវទេវាមិនមែនភ្នំវៃចាបទេលោកដំបងដែលរត់មកគឺនៅភ្នំដងរែកដល់ក្រោយមកខ្ញុំមកនៅជំរំជន់ភៀសខ្លួនបាទ But have you, let's say, as of mid-77, been fighting against the Northwestern Vietnamese forces, and later against Vietnamese forces? Very well. Did you ever learn of armed clashes, fighting, war between the Northwest Zone? Forces of the Southwest Zone. នឹង កម្លាំង តប ពី នារដី ដែរ ទេ? បាទ អត់ អត់ ធ្លាប់ លឺ ព្រោះ មិនដែល មាន នៅ តំបន់ ខ្ញុំ នោះ អត់ អត់ មាន ប៉ះ ទង្គិច ទេ បាទ Are you sure, Mr. Witness? លោកច្បាស់ទេថាមិនដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកម្លាំងពីរនេះទេមិននៅតំបន់ខ្ញុំគឺដូចជាមិនមានប៉ះគ្នាទេបើថាតំបន់ផ្សេងទៀតនោះខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទ Let me now move to the time that you became chief of the Chinese Economic Section, region 5. Is it correct that you became chief of the Chinese Economic Section, region 5? But is it correct that you were appointed in December 1977? Did you also at the time take care of the logistics in Region 5? ហោះភៀទាំងមូលតែម្ដងសម្រាប់តំបន់ 5 ដែរឬទេបាទអត់ទេពេលនោះគឺសម្រាប់តែដោះស្រាយនៅចល័តតំបន់បាទមួយតំបន់ 5 មួយចល័តខ្ញុំមាននៅបើអង្គឲ្យទៅចល័តតំបន់បាទ Let me read to you
something that you said to DCK. English UN 0073113939. French UN 0112372. And Khmer 0072882. Well, I became the chief because I transported empty buckets to Tarin. And he asked me about my background. I told him I do not hold any position. They removed me. I then attended the meeting at the district and they appointed me to take care of logistics in the mobile brigade. That's why the number of workers, which were about 13,000. Is it what you investigated? Is it correct that you were appointed by Tarin and that you were working under Tayon's supervision? Can you tell us a little bit about storage of rice? In general terms, which warehouses were you responsible for? Were you well aware at the time where the rice was stored? In which warehouses the rice was stored in Sector 5? Let me ask it differently. Were you well aware of which rice was where? How much rice was stored in the various districts? Was that the core part of your function as chief of the economic section? បាទតាមស្រុកខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទព្រោះខ្ញុំគិតតែក្នុងចល័តតំបន់តែដល់ទៅស្រុកអត់បានដឹងទេអង្គបើថាក្នុងចល័តតំបន់នោះអង្គខ្ញុំទុកនៅកន្លែងអាងពេញថ្មហ្នឹងបាទទុកបើកឲ្យចល័តបាទ Have you ever heard about anything about allegations of
enemies within the Northwest Zone. Let me read to you an excerpt, Mr. Witness, of a document which was admitted a few months before you became the chief of the economic section. Just a correction, the witness has repeatedly said he was chief of logistics for the mobile brigade. Council. That's what he said himself, I think, in one of these account statements. He calls himself the chief of the economic section. Find a reference. English ERN 0001132 Question. Just to point out, what I read there is that the witness said he was, as counsel read out this morning, he would I see where the interviewer used the word chief of the economic section. So that's in the question, and he explains he was appointed to take care of logistics in the mobile brigade. Let me solve this problem, Mr. Witness, by asking you specifically, were you appointed chief of the economic section in Region 5? ណែអបញ្ហានោះគឺយល់ច្រឡំហើយព្រោះមួយមកតំបន់ 5 មួយជាចល័តតំបន់វាមិនមែនទៅប្រធានមកចល័តមកតំបន់ 5ឯណាព្រោះខ្ញុំគិតតែបំណែកមួយដែលគេប្រើប្រាស់យើងឲ្យចែកចាយអង្គទៅតាមចល័តបាន That's fine, Mr. Witness. I have, if that's your recollection. But I was going to show you an excerpt from a document, which is E3/178. It's a document called a weekly report of Sector 5 Committee. It is dated 21st of May 1977. English ERN 0034-2708, French 006-2303-04, and Khmer 0075-5874. Again, Mr. Witness, I realize this is before your time, but maybe you heard something about this once you were in function. It says as follows, under the chapter Situation of the Country Defense, by searching and finding the enemy's trick that rice was hidden in Rice was hidden in Sisophon district. Some places one tau, some places half a sack, some places hiding in the bamboo shoot, hiding in the bamboo shoot.
Have you ever heard of rice being hidden in these districts? The time is about a month before. ពេលវេលាគឺជាអំពេលវេលានៅម្ដុំពេលគេចាប់ខ្លួនតាវ៉ាល់បាទតែអានោះវារឿងទៅដល់ស្រុកនោះខ្ញុំចាក់ចេញពីនោះមកហើយមនុស្សច្រឡាត់តែវាគ្រាន់តែលឺគេថាអង្គរនៅកន្លះបាវឯនៅដូចថាក្នុងព្រៃដែលថាអ្នកដែលរត់ឬក៏អីយកទៅទុកម៉ែអានោះខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទ My last point, Mr. Witness, before you, somebody else testified in this courtroom. He testified as to the collection of arms for forces in order to, as he calls it, crush the revolution. Have you ever heard of storage of rice to be used by Northwest forces in their rebellion against the Khmer Rouge? ខ្ញុំ យល់ ថា បើ គេ ធ្វើ ដល់ កម្រិត នោះ ហើយ ឋានៈ ពេល ខ្ញុំ ប្រហែល ជា នឹង មិន ដឹង បាទ I understand. Thank you very much, Mr. Witness. ខ្ញុំ យល់ ហើយ សូម អរគុណ លោក សាក្សី សូម អរគុណ លោក ធាន អស់ ខ្ញុំ អស់ សំណួរ ហើយ Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Arthur Verken, je suis un des avocats de M. Sampan. Je vais être assez bref dans mes questions. Je crois que mon confrère concerne également. D'abord, une question en forme de remarque un peu insistante, mais en vous lisant et en vous écoutant, je dois dire que j'ai été assez surpris de vous voir dire et répéter que vous ignoriez les raisons pour lesquelles vous avez été rétrogradé par Taval. Et pourquoi je me fais cette remarque? Je me fais cette remarque parce que nous avons eu beaucoup de personnes qui sont venues à cette barre, qui étaient des personnes ayant travaillé sous le régime Khmer Rouge, et je dirais que presque toutes, lorsqu'elles ont été rétrogradées, savaient pourquoi, notamment parce que sous ce régime, il semble qu'il était d'usage de pratiquer l'autocritique. C'est-à-dire que lorsque l'on prononçait une sanction, on s'attendait à ce que la personne s'améliore en raison de la sanction prononcée. Alors je suis un peu étonné de vous entendre dire que vous ignorez tout des motifs pour lesquels vous avez été rétrogradé par Taval. Tout à l'heure, vous avez ébauché une explication, je crois, en tout cas c'est ce qui a été traduit en français. J'ai entendu dire qu'on m'avait accusé d'être le fils d'un chef de village. Je ne vois pas bien en quoi c'est un reproche qu'on aurait pu vous faire. Alors, monsieur, je me permets d'insister, êtes-vous vraiment si affirmatif que cela sur votre ignorance des raisons pour lesquelles on vous a rétrogradé? បានទេហេតុអីក៏លោកច្បាស់លាស់យ៉ាងដូច្នេះបាទព្រោះខ្ញុំអាចពន្យល់បានតែចំនួននោះ
បើកាលណាយើងមានជាប់នឹងកាដោយថាកូនជន្ទប់មីភូមិមីឃុំពីចំនួនលន់ណល់គេអាចដកយើងបានតែអាមូលហេតុផ្សេងៗនោះវាមិនអាចដឹងទេព្រោះក្នុងនោះព្រោះវាមិនដឹងថាមូលហេតុអីប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាមានគេនិយាយការទៅថាខ្ញុំនេះជាកូនមីភូមិហើយជន្ទប់លេខ 1 Bon, écoutez, ce sera votre réponse. Le deuxième est en fait dernier sujet sur lequel je voudrais vous demander de revenir concerne les enfants. Jeudi dernier, vous avez été interrogé là-dessus. Je vais vous relire ce que vous avez déclaré, ce que nous avons retranscrit du procès. C'était donc le 13 août, juste après 15h, 25 minutes et 28 secondes. Voilà ce qui vous est demandé. Je cite. Au sujet du barrage de Trapéan-Khmer, y avait-il des enfants ? Réponse. Oui, il y avait des enfants parce que j'étais responsable de la distribution du riz à l'époque et les rations des enfants étaient moindres que celles des adultes. Et en ce qui concerne les quotas de travail, je n'en savais rien. Bien sûr, il y avait des enfants là-bas. Et pour la distribution du riz, il y avait un adulte avait 3 boîtes de riz, tandis qu'un enfant n'avait que 2 boîtes. Question. Qu'en est-il de la répartition du travail pour les enfants? Comment le travail était-il réparti? Réponse. C'est assez difficile. Je n'ai pas la réponse exacte. Je pourrais dire qu'ils avaient peut-être 1 mètre cube ou 1,5 mètre cube de terre à transporter. Exactement, je ne le sais pas. Vous aurez peut-être d'autres témoins qui seront en meilleure position. Pour personnellement, j'étais essentiellement responsable de la distribution du riz et je n'ai donc pas surveillé. Je ne surveillais pas le chantier à proprement parler. Fin de citation. Donc, ma question est la suivante, monsieur. D'abord, je voudrais vous dire qu'effectivement, mon confrère Copé vient de parler de ce même témoin qui a comparu juste avant vous. Et ce monsieur a été interrogé sur la même question. C'était le 12 août, donc la veille de votre déclaration que je viens de lire. Juste après 9h52 minutes et 5 secondes, question, donc je cite, question, sur ce chantier. On a mobilisé de la main-d'œuvre mobile, il y avait des hommes et des femmes, y avait-il aussi des enfants? Et s'il y en avait, combien y en avait-il à votre avis? Réponse, il n'y avait pas d'enfants dans les unités mobiles. Les enfants avaient été mis dans un seul groupe, ce que l'on appelait le hall des enfants, qui était au village. Il y avait des femmes plus âgées qui s'occupaient des enfants. Donc je me permets, monsieur le témoin, comme la réponse que vous avez donnée jeudi dernier sur cette question était un petit peu prudente. Vous avez répété à plusieurs reprises que vous n'étiez peut-être pas la personne la mieux placée pour parler du travail des enfants. Je voudrais savoir qu'en est-il exactement, plus précisément, que savez-vous du travail d'enfants sur ce chantier? Est-ce que vous avez vu de jeunes enfants travailler sur ce chantier? Quelle est votre position à ce sujet? ហើយនេះខ្ញុំក៏ថាកុមារទៅតែកុមារមួយដែលមានសាក់សៃមុនផ្ដាល់អោយថាវាមានកលែងគេទុកដាក់នៅតាមភូមិអានោះគឺខ្ញុំជឿថាមែនព្រោះកុមារលេតល្អយអីគឺនៅតាមភូមិមានជាក្រុមគេបាន Je
vous remercie pour cette précision. Juste pour être complet, pour vous, un adolescent, c'est à partir de quel âge ce qualificatif vous attribuez à des personnes de quel âge, adolescent? Quand vous dites qu'il y a des adolescents qui travaillent, c'est à partir de quel âge? Quand vous dites qu'il y a des adolescents qui travaillent, c'est à partir de quel âge, c'est à partir de quel âge? Je vous remercie pour cette précision, monsieur. Pour ma part, je n'ai pas d'autres questions. បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាស្ត្រីខ្ញុំកុងសំអនខ្ញុំមានសំណួរតិចទេចង់សួរបញ្ជាក់លោកខ្ញុំបានពិនិត្យទៅលើឯកសារស្ដាប់ចម្លើយរបស់លោកលេខ កាលពីថ្ងៃទី13អាទិត្យមុននេះផងដែរលោកបានឆ្លើយបញ្ជាក់ថាលោកជាឆ្លូបហើយក្រោយមកថាលោកថាលោកធ្វើការអាចជាមេឆ្លូបគ្រប់គ្រងមនុស្សមួយចំនួនលោកអាចបញ្ជាក់ពីឋានៈពិតប្រាកដរបស់លោកថាបានទេថាក្នុងឋានៈជាឆ្លូបនោះលោកស្ថិតនៅក្នុងឆ្លូបអ្វី មានឋានៈភូមិឃុំស្រុកឬក៏តំបន់ជាដើមលោកអាចបញ្ជាក់បានទេបាទខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានតែម្កាលនោះពេលយើងលន់នល់ចាញ់ខ្មែរក្រហមចូលមកហេតុនេះមុនដំបូងនោះអត់មានរចនាសម្ព័ន្ធអីថាត្រូវទៅណាមកណីទេគឺគេចាត់ចែងថា មួយនេះឈ្មោះនេះឥឡូវត្រូវដើរមើលវិជាជនអីដើរមើលតាមគេទៅបាទវាមិនមែនជារៀបចំជាស្អីទេព្រោះបើនៅក្នុងព្រៃនោះមិនមែនបាទដល់មុននោះវាបែកគ្នាអស់ទៅម៉ែទៅអោរៀងខ្លួននោះបាទលោកអាចចាំបានថាស្ថិតនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធឋានៈណាបានទេ រចនាសម្ព័ន្ធតាមខ្ញុំដឹងន័យថាវាមិនដឹងថាភូមិឃុំអីអត់មិនដឹងព្រោះដោយថាមានគេទុកមនុស្សម្នាក់នេះឲ្យទទួលខុសត្រូវក៏ខុសត្រូវទៅក្នុងនាមខ្ញុំដែលមកពីព្រៃនោះគឺគេជាលះដូចគ្នាមានឲ្យនៅភូមិណាដល់ហើយវាពិបាកដែរពិបាកនឹងជំរាបថា វារចនាសម្ព័ន្ធមានត្រឹមណាត្រឹមណីគឺអាចបានដឹងទេលោកបាទសូមអរគុណនៅក្នុងឯកសារដែលខ្ញុំបានអានជូនមិញគឺកំណត់ហេតុរបស់លោកត្រង់សំណួរចម្លើយលេខ11សំណួរសួរថាពេលលោកធ្វើជាឆ្លូបតើលោកធ្វើអ្វីខ្លះហើយត្រូវរៀបការទៅនរណា ចម្លើយរបស់លោកគឺលោកឆ្លើយថាខ្ញុំត្រូវរាយការណ៍ទៅប្រធានកងទ័ពតំបន់5នៅស្រុកប្រណិតព្រះខ្ញុំចង់សួរថាតើមានរចនាសម្ព័ន្ធអ្វីជាក់លាក់ដែលថាឆ្លូបត្រូវរាយការណ៍ទៅកងទ័ពតំបន់លោកអាចបញ្ជាក់បានទេ តោះឆ្លើយតបសាក់ស្អីក្បាលមីក្រូហ្វូនអត់តាន់ប្រតិបត្តិការទេក្រុមការនោះវាអត់តាន់បានដឹងរឿងរ៉ាវអីច្បាស់ទេព្រោះបើលឺគេថាតំបន់ក៏តំបន់គេទៅតែមិនដឹងជាទៅគេឲ្យរាយទៅខាងណាខាងណីតែមួយរយៈពេលខ្ញុំធ្វើបានមួយរយៈនោះគឺអត់មានបានរាយការណ៍ទេណាបង ហើយក្រោយមកក៏គេឈប់ឲ្យធ្វើអស់ទៅ
Bà xong ọc cún. Tiếp tôn nâng chung đoạn mùi tiết. Lúc bàn lược phóng đáy ca bì ngay tì đọc bấy. Tiếp tôn tên nâng vọt tùm biên rô bò dì chàym. Hãy môn ní có lúc bàn bình chìa đá ta dì chàym cư chìa kỳ nạ sọc bình nết bè. Hồi lúc bàn chlai nâng nông không nói hết đáp chấm lại rồi bỏ lốt lịch đọc bấy lúc mình chạy thà dì chém mọc sọc bằng nịt bệnh nâng cư chùm nua chùm mùa rừng chắc chùm chong xua lột thà ta chùm mùa rừng đà lột bàn này dì còn lò màu nâng còn màu sọc bằng nịt bệnh nông bệnh nạ đáy hơi canh canh chìa cả nạ sọc nâng nông ông lòng bệnh nạ lột chăm bàn thế. Nhưng mà mình sẽ bác và trăm để dự phán xe mãn và không xin làm chết xa phẩm phẩm. Tại vì mình đang thả biệt cả đoàn xin làm rồi có vì trong xin làm thế. Mình dạm cho nó vì mạng cực mà. Bà xa mọc khốn. Khi em xong đọa xa răng nơi xa khai cam rồi bỏ lốt chỉ cầm nọt hai xa đoàn chùm lại bỏ lốt. Trăng xong nuôi chùm lại lấy đọc bấy. Lúc bàn bệnh trịa thái nhóm xóm đọa sống. Nơi đồng bọn pram, kroi pêl ta hưng trời bàn chập luôn. Ta chiếc bàn lang chùm nua, pi bày khai. Rồi hái, rấn, nhẹ nhẹ ở đấy. Bàn lang chùm nua, ta chiếc. Và hai chiếc nông khai mị nia, rứ khai mê xa. Chân nam mùi bọn bàn mùa rồi chất sập rằm bấy. Hãy nhóm mình có anh nụ rồi bỏ quạt tê bà. Chân nơi khăn nông ní lô chlai tha khăn nông khai mì ní rư khai mê xa chân năm mùi bòn 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 chất sập bòn bấy nâng chú mô rân nâng nhẹ nhẹ rật đầy là màu chùm nua ta chìl. Ta lô chăm bàn tê tha sạc khai cam đầy lô bắt đầu ai nơi khăn nông cầm nọt hai sạc chùm lai rồi bỏ lô môn nụ trâm trấu rư mùi cô áo vơi đầy lô tâm miên bà xa hàm mạnh trâm trấu. Bạn mà tạm nhầm kết tấu và hai đặc hiệu dạy mạnh này thà biệt còn đa chết một phê rứt cái trong năm chết một phê là bà xin bảo cún cho tiệm tôn dì chài lúc ban mình chạy môn đi mình hỏi thà lúc mình ban chụp quạt đòi to tế nơi môn nơi khổng ngầm lòng cầm chìm chìa thập tay lục bàn phương tì hiên cho mỗi quẩn là hốt đỏ cao ý chất sập bằng buồn hai tê trong trang xua lục tha lục miên tầm nẹ tầm nôn ở với đại ai ở lục đăng vì vọt tầm miên rộ bò dì cha em bê lệ quán mà phương chìa cả nạ sọc và nết bè nà đại tế. Bạn cao nó cần một thơ cái nạn rộng nên biết nhâm nội chỉ lặn nó bạn sao bạn đừng nè bà xung đua bọc nhâm một tòa tiết trong đăng thà cho mấy bạn lục đăng thà quạt gì chạy nó một thơ chia cái nạn rộng nên biết lục đăng được bên ná. Đã đứng nó nâu phê là đôi khi nhau trình riêng thà biệt còn đa là chết sắp bằng phê rồi cái trong năm chết sắp bằng phê lưu kinh dây thà dì chém có thơ chứ còn nạ sọ nên bì hả bà. Bà xong ọc cún ta lúc miên đăng thà dì chém còn miên tầm nhẹ tầm nông ở vầy tự nâng tùm nụp tức tụp bèng thơm mô ní đá tế.
Bà cực bì dạy chém đôi chi mình tân bàn tàu. Thì nếu tân ông ấy bì rừng tân đọc bà lai ấy nô tiên thơm mò thì. Sầm hò cún. Là lúc đăng tì tu nì tì rô bò quát. Đồng ca cực cồng rư cò. Thơ. Tầm lúc tiếp theo đại tế. Nhóm mình bàn đứng ở rừng cà này thà cùng rộng kết trâu thơ mạch y nụ áng chân thơ to tiết ở nước nhóm ạch bàn đứng vạn. Bà xa mọ khốn. Tớ lọc tới chú mô rừng vĩnh lộc bình chạy thà chú mô rừng đi. Mọc vì nhiều đất đầy. Chúng ta chẳng xua bình chạy lục thà ta quát. Miên sâu cầm nát. Mọc vì nhiều đất đầy rưu có quát chìa cầm mạc vị ba để mọc vì nhiều đất đầy. Mọc thua chìa cầm nát sâu cầm nơi bình đất bình. Cất chìa cầm mạc vị ba mọc vì phía nhiều đất đầy. Bà xong bỏ cún, lúc xạ xấy, lúc bà thiên phía mò xong đuôi. Xăm là ca, xa nạp xa khai cam xạ xây chân chữa nếp bên đi hiệp đó thì mình chọp hơi, ông dùm ra xong bỏ cún, lúc chất chữa đại ban chấm nai pì liệt đầu miền đầm lấy một đào thực khay cam để chụp một ong chấm ra nông thanh lại chia sẻ giấy nông dạ pì pì thay cái lòng một ní hay thực khay cam bờ lô nâng ai rùm một phía cái tiên nông cá xoay nông cá bớt nông được cái đây ní một tầm miền bờ lô nơi ở bờ tàu có lấy miền phía chạm bạch chật hơi lúc ai bờ tàu lấp được căn lồng nơi than rồi cái cô đào nát đại lúc miền bầm nong trong tới ban hơi sông lô cái chữa miền cái chụp tại tầm nàng là o miền cái đây sóc tại chấm ran mình thấy tập đoàn lạc quan rồi luôn chỉ mới nâng bậc lực để ông gặp công việc xã xây này chúng liên chun xã xây chật chữa vừa tập lập được căn làm được tháng được cô đào nát được quạt bề mầm non trong tới bàn thầy hay xã nam ca chụp toàn được siêu nít ông chấm đen thưa xã nam ca sắp lập được khay cam xã xây để miền hà giang niêm ptc để bay rồi mà phải mấy đại miền lục đội paris trên miền tây bắc xã xã xây hay ông chấm đen xong mình chơi lục miền tây đội paris bọc còn to chỗ luôn vào được khay cam nơi được siêu nít và to tiết មកចូលរួមសកម្មភាពនៅរុស្ស៊ីនេះបន្តទៀតហើយអង្គជំរះសូមជម្រាបជូនភាគីនិងសាធារណជនជាបងដែរថានៅរុស្ស៊ីនេះអង្គជំរះនិងដំណើរការធ្វើនីតិវិធីសម្បត្តិសម្រាប់អ្នកស៊ើបអង្កេតថ្មីមួយទៀតនៃការយឡ័យថាក្រុមស៊ើបអង្កេតដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនឹងផ្ដល់សម្បត្តិដោយប្រកាសរបស់ក្រសួងយុតិធធម៌ហើយនីតិវិធីសម្បត្តិនិងប្រព្រឹត្តទៅនៅរុស្ស៊ីនេះដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង 1 រសៀលនៅបន្ទប់សកម្មភាពនេះ ហើយ ភិក្ខុ ដែលអង្គជំរះអញ្ជើញចូលរួមគឺសហប្រញ្ញាឬតំណាងសហប្រញ្ញាក្លាមជីអញ្ជើញអ្នកសើបអង្កេតថ្មីដែលនឹងត្រូវធ្វើសម្បត្តិឲ្យមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ស្ថានភាពនេះឲ្យបានមុនម៉ោង 1 រសៀលនេះហើយដែលឡែកភិក្ខុដទៃទៀតបើសិនបើមានបំណងចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសក៏អាចចូលរួមបានលើវេលាម៉ោង 1 រសៀលតែបើមិនមានបំណងចូលរួមទេគឺសូមពន្យាពេលនៅក្នុងការចូលមកកាន់ ទីកន្លែងរៀងខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់សន្និបាតការនេះនៅក្រៅដែលអង្គជំរះធ្វើនីតិវិធីសម្បត្តិចប់ដែលតំណងជាអាចប្រព្រឹត្តទៅត្រឹមរហូតដល់ម៉ោង 1:20 នាទីហើយអង្គជំរះសម្រេចអសកម្មភាពប្រឹកនិត្រមនេះសកម្មភាពលើកទៅបន្តធ្វើនៅរុស្ស៊ីនេះហើយប្រកបឲ្យអនុរិយមន្ត្រីគុំខាំងនាំខ្លួនលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសាធារណការនេះចុះ ហើយអ្នកប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសកម្មភាពនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះវិញនៅរុស្ស៊ីនេះឲ្យបានមុនម៉ោង 1 កន្លះសម្រាប់ចុះ